Wow, cốc non này mình ăn không chua lắm á, chứ không nổi đâu, có mưa ớt cay. Hello Vy, chào tất cả mọi người nhé. Vy cảm ơn tất cả mọi người đã ghé vào xem video của Vy. Hôm nay thì Vy làm một mâm xoài, xoài lắc muối ớt nè, rồi cốc non lắc muối ớt lắm mọi người, xoài ri cốc non lắm mọi người. Còn cái thơm nữa, trên tay Vy là cầm một cái tô muối ớt các mọi người, muối ớt nè, muối với ớt với một ngọt đường nữa. Vy sẽ trộn vào đều mọi người, sẽ lắc vào đây nha mọi người nhé. Đó, quá trời. Lắc vào đều hết mọi người, mà lắc với trộn cho đều ha, chưa để cho trộn đâu, trộn còn hết đâu mọi người, hết luôn. Wow, bữa giờ thèm quá mọi người, nóng quá thèm chua. Trời ở đây nóng lắm, ở Bình Dương giờ nóng quá trời nóng luôn á mọi người. Sáng ngày nóng, tối thì cũng nóng luôn, mà thỉnh thoảng cũng có mưa. Vy sẽ lắc vào cái thơm vào hết mọi người, cái thơm vào nha, cho vào hết nha. Đó, còn hết luôn ấy. Và chua quá, thôi lắc nữa. Vy mời mọi người nhá. Wow, wow, quá ngon ngựa. Wow, xem nè. Wow, chua quá mừng. Cái này à, ngọt ngon mà chấm mứa ớt rồi. Wow, có ngon. Cay vì Vy thích ăn cay, nhiều cay giỏi lắm á mọi người, nhưng mà ăn cay nhiều quá không tốt đâu nha mọi người. Wow, hơi chua, chua thì có vị cay mọi người, mình ăn chua thì có vị cay nè, với mặn á thì chua nó giảm lại hết mọi người. Wow, cốc non này mình ăn không chua lắm á, không nổi đâu, có mưa ớt cay. Quá đã mọi người. Wow, chim wow. Wow, bữa trước có Vy có làm một video xoài lắc ớt các mọi người, nhưng mà lắc thì xoài không thôi. Thì nay hôm nay Vy lắc toàn bộ nè, rồi mấy trái này nè, trái chua nè, ăn thử xem á, quá ngon thiệt đó. Trái này chưa chua lắm mọi người, cũng hơi ngọt á, tại vì trái sa ri mà. Quá ngon. Rồi, hơi cay. Cái này cay cấp độ 7 mọi người, 10 á, 7 8 9 luôn á. Phải đúng á. Ngọt.
muốn chỗ vợ Vi qua để quay, vợ Vi hôm qua nắng quá, vợ Vi hôm qua quay. Quá cay. Cay quá. Cay gì mòn chua mọi người. Chua lát luôn á. Vậy thì ăn ăn cay giỏi mọi người, nhưng mà ăn chua dở lắm. Tôi mồ hôi. Cái xoài này mua lại tu quá. Thật thái mà thua quá rồi luôn. Làm video quá mọi người, nếu mà ăn ngon á thì người ta chạy trách, còn ăn bình thường thì người ta nói là câu view, là Vi chả biết ăn sao á. TikTok của Vi á được 800k follow mọi người. À, YouTube được 120.000 người đăng ký thì sắp tới thì Vi sẽ ăn mừng nha mọi người. Lắc muỗng này ngon hả mọi người, thiệt á, ai mà ăn cua ngon lắm, ngon lắm. Tại mình ớt nè, rồi muối nè, đồ ngọt này mọi người. Vì ăn cua dở lắm, mua gặp xoài chua lắm mọi người. Vợ Vi ăn chua hay lắm á. Định rồi ở Bình Dương này mà Vi ở Tân Nguyên này, Vi muốn kiếm cảnh quay chắc là khó mọi người, Vi đi xa lắm á. Sáng giờ Vi qua Túc gần giáp chơi ranh giới Đồng Nai á mới có cảnh quay mọi người. Ở chợ thì có, nhưng mà tại chủ nhật này nè người ta ca hát hò nè mọi người, đâu quay được đâu, quay rồi ồn sao quay đó. Tụi đi kiếm ngoài đồng ruộng này thì đâu có chỗ đồng ăn mát đâu mà hồi. Giờ Vi sẽ sắp tới Vi sẽ mua mít đó mày, mua mít thu âm á để ăn ra tiếng, chứ giờ thì ăn chả ra được tiếng người ta xem chán á. Dạ, cả 200 video rồi mình hết ý tưởng rồi. Ai có ý tưởng nào hay hay thì comment góp ý cho Vi nha mọi người nhé. Comment ở dưới phần bình luận này mọi người. Chả biết nó là món gì nữa. Nay được khán giả cái yêu cầu á, Vi làm này nè. Chứ không Vi đâu có nhớ làm ở đây đâu. Làm quá trời video rồi. Con trái này không ngọt, không chua đâu mọi người. Này mà chua không nè. Chua mà có quá cay. Ta chua cay mà chạy nó chua. Wow.
ớt quá trời ớt. Cay và chua nữa mọi người. Dạ. Làm lố luôn, làm quá trời lòm luôn. Mang về ăn hết băm ghẹ mọi người. Ta nói là vi giống Ấn Độ á, chắc là phải rồi, tại vì nguồn gốc Ấn Độ mà. Người chăm vi là tự nhiên là nguồn gốc Ấn Độ á, người chăm pa vi á. Nhìn mắt nè, nhìn mũi nè, nó giống Ấn Độ hết rồi, giống thiệt. Nhưng mà vi là người chăm á, chứ không phải là Ấn Độ á. Nhiều người cứ nói vi Ấn cho Ấn Độ cho người Khmer nữa. Thôi à, vì kết thúc video đây mọi người nhé. À, cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ Vim. À, bye bye mọi người nhé.